Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được tiếp tục đồng hành với tất cả quý vị và các bạn trong một video tiếp theo tại ga đến phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất. Hiện tại phía trước màn hình của quý vị và các bạn là cửa đến A1, phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất. Hình ảnh rất quen thuộc đối với tất cả chúng ta thường xuyên xem những video cập nhật tình hình náo nhiệt nhộn nhịp đông vui trong những ngày gần Tết ở tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và để mở đầu video trong ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn có một năm mới thành công, may mắn, tràn đầy sức khỏe và luôn luôn có những niềm vui trong cuộc sống của chúng ta. Kính thưa quý vị, chỉ còn 10 ngày nữa thôi thì chúng ta bắt đầu đón một cái Tết Quý Mão năm 2023. Cho nên phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất, đặc biệt là trong dịp Tết này, ga quốc tế có rất nhiều chuyến bay hạ cánh từ các nước như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia, Singapore và một số nước khác. Trong năm 2023 Quý Mão sắp tới đây, kiều bào phải nói rằng năm nay kiều bào ở tất cả các nước trên thế giới trở về Việt Nam đón Tết cùng với gia đình rất đông. Chính vì điều đó cho nên phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất dường như vỡ trận vào những khung giờ cao điểm có nhiều chuyến bay hạ cánh, đặc biệt vào nửa đêm từ 0 giờ đến 1-2 giờ sáng, ngay cả buổi trưa, buổi chiều cũng vậy cô chú anh chị và các bạn. Phải nói hành khách cần, phải nói ngữ bà con, phải nói rằng bà con đến chờ đón Việt Kiều về ăn Tết năm nay cực kỳ đông, sân bay náo nhiệt và tất bật, dường như buổi tối không còn một chỗ nào đứng các bạn, muốn đứng quan sát càng gần cửa A1, A2 thì thật khó luôn. Càng về khuya thì sân bay càng đông hơn nữa. Vào những ngày gần đây thì tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã có đưa ra nhiều cái khuyến cáo hướng dẫn hành khách trong bối cảnh sân bay mỗi ngày đều tăng kỷ lục về số lượng các chuyến bay cao điểm dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất đã đạt trên 110.000 hành khách trên một ngày và sẽ còn tăng lên nữa trong những ngày tới, có thể lên đến 130.000 khách trong một ngày đó cô chú anh chị và các bạn. Phía trước màn hình của chúng ta là cửa đến A1, phía tay phải, phía tay trái, phía sau đều có rất đông bà con đứng chờ đón. Năm nay những anh chị cô chú từ miền Tây và các tỉnh miền Đông Nam Bộ cũng đến phi trường Tân Sơn Nhất để đón Việt Kiều về nước. Họ đến, họ thuê những chiếc xe lớn, xe 9 chỗ, xe 16 chỗ luôn. Có những gia đình đi tới hơn 10 người phải thuê xe 16 chỗ để chở hành lý cũng như là đón Việt Kiều về ăn Tết cùng với gia đình. Phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất thì chúng ta cũng biết, khi mà có các anh nhân viên an ninh ở tại sân bay ra phía ngoài để mà mở đường, mở lối đi cho hành khách, cho anh chị của chú Việt Kiều, thì mọi người bắt đầu ngồi lại trật tự hơn. Tuy nhiên khi các anh an ninh đó đi vào bên trong thì dường như mọi trật tự sẽ quay trở lại như cũ, tức là họ sẽ bắt đầu đứng chồm lên, vô tình làm cản trở cái hành lang, cái lối đi bộ, cái lối ra của những hành khách. Chỉ khi nào các anh an ninh đi ra thì bắt đầu mọi người mới bắt đầu lui ra ngoài. Kính thưa quý vị, hạn chế người nhà đón tiễn khách để tránh quá tải nhà ga.
Đó là những khuyến cáo tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất trong 2-3 ngày gần đây. Nghĩa là khuyến cáo chúng ta không đi quá nhiều người đến để mà chờ đón, cũng như là hạn chế, nói cấm thì không thể rồi, nhưng mà nên hạn chế người nhà đến đón đó. Các anh an ninh ra bắt đầu thổi còi, tích còi thì mọi người mới bắt đầu đi ra phía ngoài. Quay trở lại với việc hạn chế người nhà đón cũng như là tiễn người thân của mình để tránh quá tải tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất, đặc biệt là phi trường ga quốc tế các bạn. Cũng như là trong những ngày này và một vài ngày sắp tới nữa thì nhu cầu di chuyển về quê ăn Tết của người Việt Nam ở trong nước cũng tăng rất cao, cho nên để tránh các cái tình trạng hành khách chậm chuyến thì cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đề nghị hành khách chủ động mà sắp xếp những cái thời gian, khung giờ để mà làm thủ tục trước thời điểm khởi hành ít nhất là 2 giờ đồng hồ đối với các chuyến bay quốc nội, còn đối với các chuyến bay quốc tế thì ít nhất là phải 3 tiếng đồng hồ. Tất nhiên thì tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất, các cái quầy thủ tục sẽ đóng 40 phút trước giờ khởi hành đối với những chuyến bay quốc nội và 50 phút trước giờ khởi hành đối với những chuyến bay quốc tế các bạn. Thì chúng ta cũng nên nắm cái thông tin này để biết được, tính toán được cái thời gian, đặc biệt là những ngày gần Tết thì các cái hướng đi vào phi trường, chẳng hạn như đường Trường Sơn, đường Bạch Đằng và một số tuyến đường khác như là đường Hoàng Văn Thụ, đường Cộng Hòa sẽ chật chội và có thể tắc nghẽn giao thông ở các con đường vành đai. Cho nên những anh chị cô chú phải tranh thủ tính toán khung giờ hợp lý nhé. Tường Vũ chúng tôi xin lưu ý lại là đối với các chuyến bay quốc nội thì chúng ta sẽ bắt đầu có mặt trước 2 tiếng đồng hồ, còn đối với các chuyến bay quốc tế thì chúng ta phải có mặt trước 3 tiếng đồng hồ. Quay thủ tục sẽ đóng 40 phút trước giờ khởi hành đối với các chuyến bay quốc nội, còn đối với quay thủ tục ở ga quốc tế thì đóng trước 50 phút trước giờ khởi hành. Đối với cửa ra tàu bay sẽ đóng 15 phút trước giờ bay nha cô chú anh chị và các bạn. Cho nên chúng ta hết sức lưu ý về trường hợp này. Bên cạnh đó thì phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đề nghị hành khách hạn chế người nhà đưa cũng như là đón và không đến quá đông, cũng như là chúng ta không nên đến quá sớm cô chú anh chị và các bạn. Tường Vũ Chính Nô ghi hình thường xuyên tại phi trường thấy rằng có rất nhiều bà con chắc là sợ người nhà mình ra rồi không đón được, cho nên đến rất là sớm luôn, sớm khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Chính vì điều đó cho nên mà khi chúng ta đến sớm quá thì chúng ta ngồi ở tại những vị trí này, ngồi đứng dậy đi thì sợ mất ghế ngồi, còn nếu mà chúng ta ngồi thì ngồi quá lâu, quá lâu nó sẽ mỏi chân, rồi chúng ta đói bụng, khát nước, nóng nực. Nó rất là nhiều cái trường hợp, cho nên chúng ta cũng không nên đến quá sớm. Và chắc chắn trong thời gian Tết này, gần Tết này thì chuyến bay không bao giờ hạ cánh đúng đó các bạn. Có thể là trễ 5-10 phút, 15-20 phút hoặc nửa tiếng, có thể 1 tiếng luôn. Và các cái thủ tục nhập cảnh, hành lý, soi chiếu, an ninh cũng sẽ kéo dài hơn, do bởi chúng ta phải xếp hàng chờ đợi rất lâu. Vì vậy thì chúng ta không nên đến quá sớm so với giờ khởi hành cũng như là giờ hạ cánh để tránh quá tải, ùn tắc tại khu vực sảnh công cộng. Tất nhiên thì vì lý do an ninh, hành khách cũng không nên đeo kính đen và luôn mang theo hành lý, tài sản của mình, không để xa ngoài tầm kiểm soát để tránh thất lạc. Thì những cái thông tin này cô chú anh chị và các bạn hết sức lưu ý. Về một số giấy tờ chúng ta cũng cần phải chuẩn bị để đến phi trường, tránh gặp rắc rối trễ chuyến, chẳng hạn như hộ chiếu hay passport hay là giấy phép lái xe cũng được các bạn, phải còn hạn trên 6 tháng đối với hộ chiếu ha. Chúng ta phải chuẩn bị những giấy tờ này. Còn khi mà chúng ta qua khu vực soi chiếu an ninh, chúng ta cũng nên lưu ý là phải cởi áo khoác, mũ, giày, dép, thắt lưng
và những vật dụng cá nhân để cho vào cái khay, đưa vào máy soi chiếu, chẳng hạn đồng hồ nè, rồi nhẫn vàng, điện thoại, móc ví đó các bạn. Chúng ta gom làm sao mà gọn vào trong một cái túi nhỏ xách tay đó, để cho chúng ta đưa qua máy soi chiếu an ninh. Bởi vì nếu mà cô chú anh chị và các bạn không đưa vô cái máy, không đưa vô cái túi nhỏ, nhiều đồ quá nó bị thất lạc, nó rớt lại ha. Và chúng ta cũng hết sức lưu ý là khi mà đưa qua máy soi chiếu thì có từng cái khay đó chúng ta gom đồ để vào đó, và chúng ta cũng nên cảnh giác với các cái vật dụng tư trang của mình. Đặc biệt thì với những chất lỏng, máy tính xách tay, máy tính bảng, chúng ta để vào khay riêng, không để chung với hành lý xách tay khi đưa qua máy soi chiếu. Cũng cấm để trong hành lý các đồ vật như là vật phẩm nguy hiểm theo quy định của ngành hàng không nha cô chú anh chị và các bạn. Khi chúng ta đến phi trường làm các cái thủ tục nhập cảnh thì chúng ta cũng nên xếp hàng theo đúng trật tự và giữ trật tự, di chuyển theo luồng tuyến lối đi ở trong sân bay đã được bố trí. Và khi chúng ta làm thủ tục và kiểm tra an ninh, chúng ta cũng luôn tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không. Đó là một số quy định mà chúng ta nên lưu ý khi nhập cảnh xuất cảnh tại phi trường trong nước cũng như là quốc tế luôn cô chú anh chị và các bạn. Ngày nay thì phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã bắt đầu thực hiện quét mã QR để nắm thông tin các chuyến bay. Các chuyến bay quốc nội đi đến quốc nội thì tại các cái cảng hàng không cũng hiển thị các màn hình tại khu vực sảnh đi đến, các phải làm thủ tục cũng vậy các bạn. Kính thưa quý vị, khi mà cô chú anh chị và các bạn nhập cảnh vào phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất, sau khi mà chúng ta làm thủ tục nhập cảnh xong á, chúng ta xuống ở dưới cái khu vực chờ lấy hành lý, tức là băng chuyền chờ đợi lấy hành lý của chúng ta đó, thì theo như tường vụ chân hồ có quan sát trực tiếp ở tại các băng chuyền này thì thấy là trong một gia đình chúng ta đi có một người thì cái việc mà khiêng 2-3 cái hành lý nó rất là phức tạp, nó nặng, đặc biệt là với những chị em mà nữ đó thì tay yếu chân mềm mà, cho nên khi khiêng vác những cái thùng giấy cà tông lớn hoặc là những cái vali lớn đó nó không có nổi, cho nên phải nhờ các anh gần khu vực đó hoặc là nhờ hành khách đi cùng chuyến với mình, hoặc nhờ hành khách đi cùng chuyến với mình để mà khiêng giúp. Bên cạnh đó thì cũng có một số hành khách nam tự khiêng những cái vali hành lý của mình lên. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta khiêng hành lý vali từ băng chuyền lên cái xe đẩy của mình đó, thì những cái túi sách đeo của chúng ta cũng nên đeo ở trong lưng luôn. Tức là những cái đồ vật dụng nào, cá nhân nào mà có giá trị lớn thì chúng ta nên đeo vào người, đừng có để trên cái xe đẩy rồi chúng ta lại khiêng hành lý. Bởi vì cũng có nhiều trường hợp là khi mà chúng ta để những cái túi sách nhỏ của mình treo trên cái xe đẩy rồi chúng ta đi lại khiêng vác hành lý từ băng chuyền lên xe đẩy, và khi quay trở lại thì chúng ta không còn thấy cái túi sách của mình nữa. Và những túi sách đó thông thường những cái vật dụng có giá trị cao, chẳng hạn tiền đô la, rồi passport, giấy tờ khác có liên quan. Có từng cách đây nhiều năm trước đã có từng bị như vậy rồi, một số trường hợp đã bị như vậy rồi. Nghĩa là khi chúng ta móc trên cái xe đẩy thì vô phi trường tại khu vực chờ đợi lấy hành lý thì không ai biết ai là ai cả. Người này cầm thì tưởng là người nhà, người ta cũng không dám nói. Cho nên khi mà cô chú anh chị và các bạn lấy hành lý từ băng chuyền lên xe đẩy, chúng ta nên đẩy cái xe đẩy sát vào băng chuyền một chút. Tất nhiên là khi đông quá chúng ta không thể đẩy sát được, nhưng làm sao để cái vị trí xe đẩy đó mình dễ quan sát, vừa lại khiêng hành lý từ băng chuyền mà cái mắt mình phải nhìn vào cái hướng xe đẩy đó, để xem thử cái hành lý của mình đã lấy trên xe đẩy đó còn hay không. Tất nhiên những cái kiện hành lý lớn thì nó khó mất, nhưng mà những cái đồ cá nhân nhỏ như túi sách hay là những cái đồ mà chúng ta mua sách tay nhỏ nhỏ ở tại phi trường, bánh kẹo hay những cái đồ giá trị khác, rượu hay là một số sô-cô-la, nước hoa, chúng ta nên hết sức cảnh giác ha.
thưa quý vị, trong những ngày qua, nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất luôn luôn đông nghịt người đến đón người thân từ nước ngoài về sum họp cùng gia đình vào dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Phải nói là hàng ngàn người đổ về nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất để đón người thân từ nước ngoài về ăn Tết năm nay rất là vui. So với thời điểm cách đây một năm trước, khi mà thành phố vừa mở cửa sau đại dịch Covid-19, thì hiện nay số lượng người đến nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất tăng gấp nhiều lần so với năm trước, cô chú anh chị và các bạn. Theo như tường của chúng tôi cập nhật ở tại phi trường, thấy vào buổi chiều cũng như là buổi tối đêm khuya, khu vực sảnh đến ga quốc tế, cụ thể là cửa A1 như phía trước màn hình của chúng ta, có rất đông người nhà đến chờ đón kiều bào về đón Tết Quý Mão. Thật sự mà nói thì năm nay bắt đầu vào đợt cao điểm từ ngày 6 tháng 1 cho đến ngày 5 tháng 2. Dự kiến ở phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ hơn 3 triệu 800 ngàn lượt khách, có nghĩa là gần 4 triệu lượt khách của chú anh chị và các bạn. Có nhiều gia đình đưa cả con nhỏ người lớn ra phi trường ngồi 2-3 tiếng đồng hồ để mà chờ đón người thân từ nước ngoài về Việt Nam. Cho nên tất cả những hàng ghế ngồi chờ ở tại sảnh ga quốc tế hầu như đều kín chỗ luôn, ngay cả đứng cũng không còn nữa các bạn. Hầu như lúc nào cũng vậy thì có rất nhiều người mang hoa tặng rồi búp bê để tặng cho người thân của mình về nước. Năm nay thì kiều bào từ Mỹ về rất đông, đặc biệt là sau 2 năm do dịch bệnh nên là kiều bào từ Mỹ không thể về quê hương đón Tết cùng gia đình. Do vậy cho nên năm nay dịch bệnh đã ổn thì việc kiều Mỹ quyết định về để gặp nhau cùng chung vui với gia đình trong cái Tết cổ truyền Quý Mão sắp tới đây. Thật sự mà nói thì rất nhiều bà con đến chờ đón cảm thấy rất là hồi hộp, háo hức và rất là hồi hộp luôn. Tại vì nhiều năm không có được đón người thân đó, cho nên khi gặp nhau họ thường rất là xúc động và có khi là họ khóc. Họ khóc, khóc trong niềm hạnh phúc các bạn. Có điều thiện là có một điều rằng là gia đình thì thông thường đi khoảng 5-6-7 người ra sân bay để mà chờ đón người thân, cho nên thật sự mà nói cũng rất khó khăn, làm quá tải các sảnh chờ đón của ga quốc tế Tân Sơn Nhất. Kính thưa quý vị, hiện nay thì giá vé từ Sài Gòn đi Hà Nội đang tăng rất cao, bởi vì chỉ còn 10 ngày nữa thôi chúng ta sẽ bắt đầu đón Tết Nguyên Đán năm 2023, cho nên vé từ Sài Gòn ra Hà Nội đang tăng cao ngất ngưỡng. Chính vì điều đó cho nên rất nhiều hành khách đã rủ nhau bay một vòng qua bên Thái Lan mua sắm rồi sau đó bay vòng về Hà Nội các bạn. Đây là một chuyện rất là kỳ lạ nhưng mà đó là thực tế đang xảy ra. Bởi vì dịp Tết Nguyên Đán năm nay nhiều du khách, nhiều bà con ở ngoài Hà Nội đã lựa chọn bay vòng, có nghĩa là bay từ Sài Gòn đi Bangkok rồi sau đó Hà Nội luôn. Bởi vì giá vé máy bay thấp hơn khoảng từ 3-40% các cô chú anh chị và các bạn. Thật sự mà nói thì ngoài cái dự kiến tăng các chuyến bay, tuy nhiên thì cái giá vé nó vẫn không thể nào giảm được do nhu cầu rất là cao, và đặc biệt càng cận kề Tết thì giá vé càng tăng gấp nhiều lần. Giá vé từ Sài Gòn đi Hà Nội khoảng gần 4 triệu đồng, trong khi đó mức giá này rất cao so với bình thường. Theo gợi ý của một số người chia sẻ cùng nhau, tức là mách với nhau rằng quyết định đặt vé máy bay từ Sài Gòn đi Bangkok của Thái Lan và từ Bangkok đi về Hà Nội, thì như vậy tổng đi như thế chi phí chưa đến 2 triệu 500 ngàn đồng. Chính vì giá rẻ cho nên có nhiều hành khách đã chọn chuyến bay thẳng đến Thái Lan
rồi sau đó ở lại Thái Lan 2 ngày du lịch, mua sắm quần áo Tết trước khi bay thẳng về Hà Nội luôn. Thật sự mà nói có nhiều du khách họ tính như vậy các bạn, bởi vì rẻ tới 30-40% mà. Nên chúng ta cứ bay thẳng qua bên Thái Lan du lịch vài ngày, rồi sau đó bay thẳng từ Bangkok về Hà Nội luôn. Nhưng mình làm như vậy thì tránh có thể xếp cảnh. Nếu chúng ta bay như vậy, ngoài việc giá rẻ hơn mà chúng ta không phải xếp hàng chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ tại phi trường Tân Sơn Nhất. Đây là một ý tưởng rất là hay với thời điểm hiện tại của chú anh chị và các bạn. Bởi vì theo như khảo sát giá vé hiện nay, từ Vũ Chí Nô đang quan sát giá vé máy bay chặng từ Hà Nội, chặng từ Sài Gòn trong dịp Tết Quý Mão năm nay ra Hà Nội tăng rất là mạnh luôn. Có thể nói rằng là tăng gấp đôi luôn đó cô chú anh chị và các bạn, so với dịp Tết năm ngoái là Tết Nhâm Dần năm 2022, thì giá vé chặng bay năm nay từ Sài Gòn ra Hà Nội đã tăng lên gấp đôi. Quá cao luôn các bạn. Thật sự mà nói, đối với đường bay từ Sài Gòn Hà Nội được gọi là đường bay vàng, cho nên vé khứ hồi cũng như là vé một chiều tăng rất cao. Giá vé của ngày 19 tháng 1 tức là ngày 28 Tết và giá vé của ngày 26 tháng 1 tức là ngày mùng 5 Tết bay từ Sài Gòn ra Hà Nội sau đó quay trở về Sài Gòn thì rẻ nhất cũng phải từ hơn 5 triệu đồng, gần 6 triệu đồng các bạn. Còn nếu mà mua vé của Vietravel Airlines thì giá trên 6 triệu, đã bao gồm tất cả các khoản thuế phí, nhưng mà chưa có hành lý ký gửi nha cô chú anh chị và các bạn. Đối với giá vé máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways là từ 6.700.000 đồng, còn đối với hãng Pacific Airlines và Vietnam Airlines thì có giá là trên 7 triệu, khoảng 7.1 triệu. Còn nếu mà chúng ta bay vào ngày 14 tháng 1 tức là ngày 23 tháng Chạp đó, và quay trở về Sài Gòn ngày 26 tháng 1 tức là mùng 5 Tết, thì giá vé khứ hồi vẫn cao như là giá vé lúc nãy mình cung cấp phía trên đó các bạn. Như vậy thì năm nay giá vé các đường bay từ thành phố ra các tỉnh miền Bắc, miền Trung còn đắt hơn các đường bay ở chặng Sài Gòn, Thanh Hóa các bạn. Như vậy có thể thấy rằng là mọi người đang ngao ngán và phải cần tính toán kỹ cái đường bay từ Sài Gòn thẳng về Hà Nội. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, tiếp theo đây mình chuyển sang một bản tin khác. Một sự cố rất là hy hữu xảy ra trên chuyến bay của hãng GoFest từ Bengaluru đến Delhi của Ấn Độ các bạn. Mới đây một chuyến bay của hãng hàng không Ấn Độ GoFest đã quên cho 55 hành khách lên máy bay. Cơ quan quản lý hàng không, Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ đã yêu cầu hãng hàng không báo cáo về vụ việc trên. Theo đó, chuyến bay GoFest từ Bengaluru đến Delhi đã cất cánh nhưng thiếu mất 55 hành khách. Chuyến bay G8116 khởi hành lúc 6 giờ 30 theo lịch trình nhưng các hành khách bị mắc kẹt bên trong một chiếc xe buýt trên đường băng. Trước đó họ đã ký gửi hành lý, được chắc lên máy bay và cũng được cấp thẻ lên máy bay. Sự cố này lộ ra khi hành khách đăng bài trên mạng xã hội, một trong những hành khách mang tên Sinha gọi trải nghiệm này là kinh hoàng nhất. Vị khách này cùng với những người khác lên xe buýt để lên máy bay lúc 5 giờ 35 phút sáng và phải ở lại bên trong 1 giờ khi máy bay đã cất cánh. Nguyên nhân là có nhầm lẫn trong lúc trao đổi thông tin giữa phi hành đoàn và nhân viên kiểm soát mặt đất. 53 trong số 55 hành khách đã được chuyển sang một hãng hàng không khác đến Delhi. Hai hành khách còn lại đã yêu cầu hoàn lại tiền vé các bạn. Theo như hãng hàng không GoFest đã lên tiếng về sự cố này,
Trong tuyên bố của mình, hãng hàng không cho biết chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra cho hành khách do sơ suất trong quá trình điều hành chuyến bay G8116 từ Bengaluru đến Delhi. Hãng hàng không đã quyết định đền bù cho tất cả hành khách bị ảnh hưởng một vé miễn phí để đi lại trên bất kỳ chặng bay nội địa nào trong 12 tháng tới, đồng thời cho biết thêm họ cũng đã bắt đầu điều tra vụ việc. Kính thưa quý vị, tính đến sáng ngày 11 tháng 1 năm 2023, có trên 4.000 chuyến bay không thể cất cánh tại Mỹ đã khiến cho hành khách vật vã chờ đợi ở phi trường. Hàng không Mỹ lần đầu tiên gặp sự cố này. Phải nói hàng trăm chiếc máy bay trên khắp nước Mỹ đã không thể cất cánh vì sự cố lỗi hệ thống thông báo điện của Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA. Hệ thống điện văn NOTAM làm nhiệm vụ cảnh báo các phi công về những mối nguy hiểm hoặc thay đổi về điều kiện sân bay, cũng như các quy trình cất cánh và hạ cánh. Có thể nói rằng sự cố xảy ra khi hệ thống này dừng xử lý các thông tin cập nhật. Chia sẻ trên Twitter, FAA nêu rõ đang nỗ lực để khắc phục hoàn toàn sự cố với NOTAM này. Kính thưa quý vị, FAA nêu rõ đã yêu cầu hoãn các chuyến bay nội địa để xác thực các thông tin an toàn và thông tin trên chuyến bay. Theo các hãng truyền thông, hệ thống NOTAM của Mỹ đã trục trặc từ khoảng 6 giờ 30 sáng theo giờ địa phương và dừng cập nhật thông tin cho các phi công. Trang web chuyên gia theo dõi các chuyến bay FlightAware ước tính đã có trên 4.000 chuyến bay bị hủy hoãn và dự kiến con số này sẽ còn tăng lên nữa. Kính thưa quý vị, cùng lúc đó hàng ngàn hành khách đã rơi vào hoàn cảnh mắc kẹt, chờ đợi vật vã tại các sân bay trên toàn nước Mỹ. Các sảnh sân bay nhanh chóng chật kín người, một số hãng hàng không còn khuyến cáo hành khách của họ nên về nhà và chờ đợi thêm. Theo dữ liệu của công ty phân tích dữ liệu hàng không Kairos, tổng cộng 21.464 chuyến bay có lịch cất cánh từ các sân bay trên toàn nước Mỹ trong ngày 11 tháng 1 năm 2023 với lượng hành khách chuyên chở là 2,9 triệu người. Bộ trưởng Bộ Giao thông Mỹ cho biết đang liên lạc với FAA để nắm tình hình. Kính thưa quý vị, thư ký báo chí Nhà Trắng đã thông báo tại thời điểm này không phát hiện bằng chứng cho thấy sự cố trên là một vụ tấn công an ninh mạng. Phải nói rằng với việc sự cố lỗi hệ thống thông báo điện văn của Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA đã gây tắc nghẽn toàn bộ các chuyến bay nội địa ở tại Mỹ, đã khiến cho hàng ngàn hành khách vật vã chờ đợi ở tại các phi trường. Và có lẽ những hình ảnh này cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi, và ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.